và còn cổ nhạc nữa. Mà hôm nay là ngày Tết và cha phải cho cộng đoàn thưởng thức một chút xíu trước khi cha nói nha. Cái này là anh phó chủ tịch bắt cóc bỏ gì ghế rồi. Mình ra đây là mình chỉ nói là mình chỉ có cảm ơn thôi. Mà mình, một câu thôi hả? Bây giờ mình tự chế đi nha. Mẹ ơi, mùa xuân màu tốt đã về rồi mà lòng con hân thở vui tươi, thì giờ đây xin mẹ cho con một nụ hôn trên trán. Cái này là ân khẩu. Cảm ơn ba má, cảm ơn ông bà cô của cha Nicholas nữa. Và một lần nữa chúng ta rất là vui xuân. Và trong cái vui xuân này, con thấy vui nhất là như thế này: chị Khánh, chị Mỹ Thanh, rồi chị Khánh Hà, rồi chị Hương, ba người ta cái bài xuân quá nhộn nhịp. Mà ở dưới đây, ông chồng quay phim, con gái nó cũng quay phim nữa. Nhìn hai cái cảnh đó là mình cũng thấy vui rồi. Là cộng đoàn già, rồi cha mẹ, rồi anh chị em trong gia đình được hưởng ứng. Trong tâm tình xuân mậu tốt thì con muốn xin dành hai giây phút đặc biệt này để con trân quý hai người mà ủng hộ cho chúng ta. Linh mà mậu tốt vừa rồi đó, đây là lần đầu tiên mà cộng đoàn Thánh Phaero chúng ta in lịch tiếng Việt, có lịch tiếng Việt và có những ngày gọi là âm lịch nữa để cho cộng đoàn của chúng ta các cụ biết được ngày nào là ngày lên kiêng, ngày nào là ngày gọi là rằm, hoặc là như thế nào đó cho nó vui thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng con thực hiện điều này, và do sự cộng tác của thầy Sáu Đông, thầy Sáu đã đi gõ cửa các nhà mạnh thường quân, và tối hôm nay chúng ta được sự ưu ái đặc biệt của hai nhà mạnh thường quân rất là gọi là ủng hộ rất là nhiều cho quỹ mà chúng ta gây lịch đó. Trước tiên là anh bác sĩ nha khoa anh Dũng và chị Nhiên, và phụ huynh, và cũng là phụ huynh đặc biệt ở trong trường Việt ngữ. Xin mời anh chị cùng đứng lên cho mọi người biết. Cảm ơn bác sĩ nhé, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều nhé. Và kế đến là một người bạn mà cũng là ngày xưa cũng là ở trong trường học với con và trường Võ Hùng Vương, nhưng mà bây giờ là người bạn anh Thái Sơn Kiệt này đã giờ sang nhượng cho chủ khác rồi, cho ông chủ bếp và tới những cái tiệm khác. Nếu chúng ta có đi trên đường Euclid và chúng ta ghé đường Hazer thì cứ tiện, cứ tự nhiên ghé vào quán gió. Quán gió đó là vợ chồng của anh Thái Sơn Kiệt và chị Linh. Cảm ơn rất là nhiều nè, hai người bảo trợ mạnh thường quân chính cho lịch của chúng ta. Nói đến bảo trợ thì giáo sư chúng ta đã thực hiện chương trình gây quỹ rồi, nhưng mà chúng con chỉ trước bước đầu tiên chúng con chỉ gõ cửa những mạnh thường quân và những nhà hảo tâm gọi là động rượu, thì chúng con đã chọn được vợ chồng của bác sĩ Tạo. Xin mời bác sĩ Tạo đứng lên nè, và xin chúng ta cứ việc gõ cửa bác sĩ Tạo. Bác sĩ Tạo sẽ giúp cho chúng ta để mà gây quỹ, và xin bác sĩ Tạo cứ gọi cho anh Thái Sinh Kiệt và gọi cho bác sĩ Dũng Nhiên này, cứ tự nhiên gõ cửa cho hai gia đình, hai hộ này. Và cuối cùng thì con cảm ơn rất là nhiều mọi người đã cho chương trình của chúng ta tối nay rất phong phú. Chương trình chúng ta còn nữa, nhưng con muốn dành giây phút này để con xin gây cảm ơn, tại vì sợ quý bà mà anh chị về hết. Và lời cảm ơn của con thì nó lại chút chót là nó hơi bị giống như con chó. Rồi bây giờ anh phải cao cơ một đòi giọng cổ nào đi chứ. Con mà giọng cổ là hết nói rồi cũng được. Bây giờ mình thấy trước hết là mình thấy nhà Bảo hát hay không? Hay không? Nhà Bảo ngoài cổ nhạc còn có trong nhà còn có rất là nhiều, cha còn nhiều tài lắm. Nhưng mà tại vì làm cha xứ thành thử ra phải làm giúp ra chút thôi, không có đưa ra hết là đứng giáo bụng cho đi chỗ khác. Cho nên là còn phải ở đây để lâu lâu giúp ra chút.